Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay, mua một bánh Filet-O-Fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV, phát hình live trên băng tần KDOC miền Nam Cali là 56.10, miền Bắc Cali 16.11 và ở vùng Houston, Texas là 27.6. Chương trình của chúng tôi cũng được đăng livestream trên mạng lidosaigontv.com. Quả ví quý vị nào mà đang bận rộn không thể coi được những chương trình của đài đó thì có thể vào like và subscribe Facebook hoặc là YouTube của đài. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2023. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái, Happy Saturday Lê Thái. Và Như Huyền cũng kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Và thời tiết ở Cali, cho quý vị biết trong những tuần vừa rồi trời rất là nắng, nhất là tháng 8 cho tới tháng 9 vọng, thưa quý vị. Nên quý vị nào mà đi ra ngoài, nhất là đi hiking, thưa quý vị, nhớ cẩn thận, mang nước rất là nhiều và cũng đừng đi cái giờ mà trưa nắng nóng nhiều quá, vì như nghe ở trên đài xảy ra có nhiều người đi hiking là bị xỉu vô đường hoặc là có những cái tai nạn xảy ra rồi mất mạng luôn. Nên quý vị đi chơi nhớ cẩn thận và uống nước nhiều, nhất là những quý vị mà lớn tuổi. Dạ vâng, nhiệt độ Cali thì như quý vị cũng đã biết đến, mùa này là mùa hè rồi thì thời gian thời tiết rất là nóng, và dự báo thì năm nay thì thời tiết nó nóng hơn những cái năm ngoái rất là nhiều. Thật ra đây là cũng là một trong những cái lời khuyên mà không phải là như Huyền, Lê Thái khuyên đến quý vị, mà ngay cả bản thân của chúng tôi cũng phải cung cấp đủ nước, tại vì hôm nay cơ thể em cũng không có được tốt lắm. Giống như là mình bị khí hậu nó đột ngột quá, lạnh nóng lạnh nóng, thành ra làm cho mình rất khó chịu và dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Chương trình Cà phê sáng của tuần thì chị em chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin vô cùng ý nghĩa, quen thuộc và vui ở chung quanh cuộc sống của chúng ta trong những ngày cuối tuần. Như quý vị cũng biết là nhiệt độ là một trong những cái thứ quyết định rất là nhiều cái. Sức khỏe của chúng ta cũng là một trong những cái mà nó phải được quyết định bằng cái nhiệt độ. Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh giống như chị Như Huyền mới nói đó, thì nó có thể làm cho chúng ta trở nên là bị mất nước, hoặc là quá lạnh thì làm cho chúng ta trở nên bị cái người bị mất thân nhiệt đi. Riêng con người chúng ta thì chúng ta biết là ảnh hưởng về bởi nhiệt độ cũng khá nhiều. Nhưng quý vị có biết là máy bay cũng là một trong những cái phương tiện di chuyển hàng không mà nó cũng ảnh hưởng bởi nhiệt độ rất là nhiều. Ngày hôm nay thì chắc chắn là cái thông tin này quý vị, em nghĩ là chị Như Huyền cũng ít để ý, và quý vị nào mà chúng ta không có đọc báo chí nhiều đó thì chắc cũng sẽ rất là cần cái thông tin này. Người ta nói rằng là nhiệt độ mà càng cao, thưa quý vị, thì máy bay nó lại càng khó cất cánh. Tại sao như vậy? Trong cái tình hình nắng nóng trở nên mà ngày càng thường xuyên hơn hiện nay đó, thì cái vấn đề mà khó cất cánh bởi những cái chuyến bay nó có thể là gia tăng với rất là nhiều cái chuyến bay của nhiều hãng hơn, buộc các hãng hàng không người ta phải ngừng lại hoặc là hủy những cái chuyến bay. Và bất kỳ một cái máy bay nào cũng phải đối mặt khi mà nó cất cánh là máy bay rất nặng, và cái lực hấp dẫn của nó thì giữ cái phương tiện ở trên mặt đất. Và để vượt qua cái lực hấp dẫn đó thì máy bay cần phải tạo ra một cái lực nâng, và đó là dùng cái không khí để mà nó đẩy cái máy bay lên. Cái lực nâng, thưa quý vị, nó phụ thuộc vài yếu tố, như là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó là nhiệt độ của không khí ở ngoài trời. Và khi mà cái không khí nó ấm lên, không khí nó nở ra, thì cái vô số cái phân tử nó có thể là đẩy máy bay lên, nó giảm đi. Có nghĩa là những cái phân tử mà đẩy máy bay lên nó sẽ bị giảm đi. Thành ra máy bay rất là khó khi mà nó bay lên, nó nâng lên cái độ cao nếu như mà nhiệt độ ở ngoài trời quá nóng. Tương ứng với mỗi mốc nhiệt độ tăng khoảng 3 độ C là khoảng từ 6 cho đến 7 độ F đó, thì cái lực nâng của máy bay nó giảm đi là 1%. Và đó không phải là một cái lý do riêng mà một cái hãng máy bay hay là một chiếc máy bay nào đó nó gặp phải. Tất cả những chuyến máy bay nào mà khi chúng ta bay lên bầu trời mà gặp cái thời tiết như vậy thì cũng đều rất là khó khăn trong việc di chuyển. Và cái thực sự là cái sự khắc nghiệt của thời tiết này nó sẽ ảnh hưởng lên những cái chuyến bay trong tương lai và trong những cái mùa hè nắng nóng như thế này.
Và vấn đề mà ảnh hưởng tới sân bay ở độ cao lớn, nơi mà cái không khí, thưa quý vị, nó tự nhiên, nó vốn rất là mỏng hơn ở ngoài không trung. Cái đường băng mà ngắn á, thì máy bay lại có ít chỗ để mà nó tăng tốc hơn. Và những cái chuyến bay nào mà chúng ta mà thấy có gió ngược chiều lại á, thì nó lại có lợi cho hoạt động cất cánh. Nhưng một số bằng chứng cũng cho thấy rằng là biến đổi khí hậu nó gây ra những cái vấn đề mà nó làm cho máy bay có thể làm ảnh hưởng cái vấn đề cất cánh hoặc hạ cánh của máy bay. Trong cái đợt nắng nóng năm 2018 thì hơn một chục chuyến bay buộc phải trả bớt hành khách để mà nó có thể cất cánh an toàn. Một chuyến bay thậm chí là phải bỏ lại 20 người. Trong năm 2017 cũng là hàng chục chuyến bay phải hủy bỏ trong vòng vài ngày ở sân bay quốc tế là Sky Harbor tại Phoenix, Hoa Kỳ chúng ta, khi nhiệt độ nó lên tới là 48.8 độ C, vượt quá cái nhiệt độ hoạt động tối đa của nhiều máy bay chở khách mà chúng ta vẫn thấy. Một cái nghiên cứu từ trường học Columbia dự đoán trong năm 2050 sắp tới đó, thì một cái máy bay thân hẹp thông thường của Boeing 737 á, sẽ phải là tăng mức giới hạn trọng lượng từ 50% lên đến là 200% trong các tháng mùa hè ở bốn sân bay lớn của Mỹ là LaGuardia, sân bay quốc gia là Reagan và sân bay quốc tế Denver hoặc là Sky Harbor. Một trong số đó là người ta phải lên lịch khởi hành xa với cái cột mốc những cái ngày mà thời tiết nắng nóng, hoặc là người ta tập trung những cái chuyến bay nhiều hơn vào sáng sớm hoặc là chiều muộn. Đây là một cái chiến thuật vốn được sử dụng rất là nhiều ở khu vực nóng như là ở Trung Đông mà người ta hiện nay đang sử dụng cho các sân bay người ta di chuyển. Và máy bay nhẹ thì cũng ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề như vậy. Thành ra điều này nó thúc đẩy những cái phát minh mới trong tương lai, có thể là người ta sẽ chế tạo những chiếc máy bay bằng những cái ứng dụng vật liệu tổng hợp như là những cái sợi carbon cho cái khung máy bay nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và hiện nay thì những cái nhà mà đang sản xuất máy bay Boeing hãng 7 Boeing của Hoa Kỳ chúng ta cũng như là của Airbus, thưa quý vị, người ta cũng đang lên kế hoạch để mà sử dụng những cái gọi là nguyên vật liệu thật là nhẹ, thật là rẻ, thật là nhẹ và thật là chắc ăn để mà có thể mà ráp ráp máy bay để mà có thể bay trên bầu trời và giảm được cái phần nóng lên, có thể đẩy máy bay đi lên những cái độ cao mà chúng ta yêu cầu an toàn. Wow, cảm ơn Lê Thái cái bản tin đó. Quý vị, cái vấn đề mà máy bay mà nóng bay lên nguy hiểm thì Nhi còn chưa biết nữa. Và ngày hôm nay Lê Thái đưa cái bản tin rất là hữu ích đến cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, đôi lúc cái cuộc sống đời thường hàng ngày, những cái thói quen rất là nhỏ nhặt của chúng ta như của Nhi Huyền, Lê Thái và của tất cả mọi người, và đôi lúc mình không biết rằng nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe và trí tuệ và những cái vật dụng xung quanh của chúng ta, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay cái mà Nhi với Lê Thái hay nói tới đó là tắm. Khi mà mình đi về bên ngoài về thì quý vị có nhảy lên vô trong phòng tắm và tắm liền hay là không? Thì đó là cái thói quen của mỗi người thưa quý vị, mà đôi lúc như cũng nói là cái thói quen đó có thể ảnh hưởng tới những cái vấn đề nhỏ nhặt sức khỏe của mình. Thì cái thói quen không tắm sau khi đi bên ngoài về có thể gây ra nhiều tác hại cho bản thân và sức khỏe cũng như là những người xung quanh chúng ta. Sau một ngày dài làm việc, mọi người có xu hướng nằm dài trên giường trước khi tắm và thay quần áo. Thói quen này đã vô tình mang nhiều vi khuẩn, khói bụi từ bên ngoài vào nhà và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cá nhân và những người thân trong gia đình của chúng ta nữa. Các chất ô nhiễm trong không khí bên ngoài mà mắt thường có thể nhìn thấy đó là khói bụi từ các nhà máy, xe cộ. Ngoài ra, cơ quan môi trường quốc gia NEA của chính phủ Singapore cũng nói rằng không khí còn có chất ô nhiễm vô hình mà mắt người không thể nhìn thấy như các hạt bụi mịn PM2, sulfur dioxide, SO2 hoặc là nitrogen và rất là nhiều những cái loại khác CO. Và phó giáo sư kỹ thuật xây dựng trong môi trường Đại học Quốc gia của Singapore cho hay rằng bên ngoài là nơi chứa nhiều vi khuẩn và các vi khuẩn và nấm rất là nhiều. Và theo ông Kim Kenhua, bác sĩ tai mũi họng của bệnh viện Mount Elizabeth Singapore, đồ lót, quần jean hoặc là áo khoác mặc nhiều lần, đặc biệt là mặc khi đi ra ngoài sẽ dễ bị nấm mốc. Và bên cạnh đó, ông Sean Vasu, tiến sĩ và giám đốc lâm sàng của Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm tại Singapore cũng đã tiết lộ rằng các vi sinh vật phổ biến đã được tìm thấy trên vải dệt có khả năng thuộc nhóm vi khuẩn như là Staphylococcus hoặc là vi khuẩn tụ cầu có thể gây nhiễm trùng. Và ông cũng nói rằng các hạt nhỏ lơ lửng trong khí như là bụi, phấn hoa, khí thải xe cộ có thể bám lên quần áo và gây dị ứng, kích ứng cái đường hô hấp của chúng ta. Cho nên đó là một trong những cái thói quen khi đi về mình nên tắm liền. Và cái thứ hai nữa đó là
thay đồ mỗi ngày mình mặc một bộ đồ khác nhau mà không phải là mình bỏ vô trong tủ lại thưa quý vị, mà phải là hút bụi hoặc là đem đi giặt hoặc là dry clean. Một số người khi mà về tiết cái bộ đồ nghĩ là tôi mới mặc ở trong ngày thế nó còn sạch quá, hửi rồi thấy còn nghe mùi dầu thơm rồi nghĩ là giống như là mình mặc còn sạch nên đem treo lại bên trong, nhưng mà đó là trong những cái mà cái hành động mà vô tình chúng ta sẽ đưa vi khuẩn vào trong cái tủ đồ của chúng ta. Một cái áo mà nó dơ nó lây hết nguyên cả một cái tủ đồ như vậy. Còn con cái con nhất là dạ, có con nít rồi nữa phải không? Vâng, nhưng mà em cũng có thói quen là khi mà đi về là chúng ta tắm, là chúng ta leo lên giường hay là leo lên sofa thì vẫn thoải mái hơn là chúng ta để người dơ, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Chúng tôi xin quý vị giữ màn hình và sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay, mua một bánh Filet-O-Fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdagiòn.com. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, Johnny Depp là một trong những diễn viên rất là nổi tiếng, là Lê Thái và Nhi Huyền cũng là một trong những cái big fan của ông ta. Thì ông ta đóng trong những cái bộ phim nào như quý vị biết, đó là trong phim Cướp Biển Caribbean, đó là một trong những cái bộ phim mà ông ta nổi tiếng trong lúc đó rất là nhiều, và bên cạnh nó cũng có rất là nhiều bộ phim nữa. Nhưng mà gần đây một cái vụ lùm xùm, đó là cái vụ ly dị với người vợ của ông ta, nhưng mà cuối cùng cái người tài tử này đã thắng cái vụ kiện đó. Thì hôm nay có những cái bức tranh mà ông Johnny Depp tự vẽ chính mình thưa quý vị đã được rao bán, là bức chân dung tự họa của Johnny Depp đã được bán vào những cái tuần trước và mô tả ngôi sao Hollywood khi đang ở cái tâm điểm mà các vụ kiện liên quan đến cuộc hôn nhân của anh với vợ cũ Amber Heard. Và được Johnny Depp đã vẽ vào năm 2021 trong studio của họa sĩ mình. Người ta minh họa người anh Rat A Steve Deadman và tác phẩm nghệ thuật mang tên là Fine mãi đến năm nay mới hoàn thành. Và bức ảnh tự vẽ được tạo ra thời điểm có thể nói là cái nơi lúc mà cái thời điểm tối tăm nhất của anh ta và rất là khó hiểu. Johnny Depp cũng đã tâm sự rằng tôi đã ngắm nó và không biết tại sao lại vẽ. Tôi nghĩ bức tranh cần cái gì đó khác nữa. Và 2 năm trước đó, nam tài tử từng thua vụ kiện phỉ báng ở nước Anh. The Sun tờ báo gọi anh ta là kẻ đánh vợ. Và thẩm phán tòa án tối cao ở London đã phát quyết rằng là Johnny Depp đã nhiều lần hành hung Amber Heard và khiến anh ta bị loại khỏi những cái loại phim như là Harry Potter và Fantastic Beasts thưa quý vị, trong cái thời gian đó rất là cái thời gian tâm tối của anh ta. Và Depp cho biết rằng bức tranh ấy được lấy cảm hứng từ một bức ảnh chụp vào năm 2015 khi anh ta trở thành gương mặt đại diện cho nước hoa Dior dành cho nam giới. Và Johnny Depp nói rằng suốt thời gian đó dù tôi đau đớn đến đâu nhưng Dior vẫn kiên định không hủy hợp đồng, và điều đó thật không thể tin được, và anh ta đã mang ơn suốt một đời. Và file cái cuộc bộ sưu tập Friends Hero của Johnny Depp vẽ những người nổi tiếng như Elizabeth Taylor và những họa sĩ nổi tiếng khác, và những người diễn viên nổi tiếng khác nữa được phòng trưng bày nghệ thuật bán lẻ của anh là Castle Fine Art được rao bán. Và cái bức tranh của mà anh ta vẽ đó là cái giá $1,950, bức chân dung tự họa được bán trong vòng 13 ngày khi bức ảnh được đi ra thưa quý vị. Và Johnny Depp cho biết đã trích $200 từ cái số tiền thu được từ mỗi lần bán tranh để quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận Mental Health America cho những người ở đó. Giỏi ha, vừa diễn xuất giỏi, vừa có rất là nhiều tài năng, mà lại vẽ tranh cũng rất là đẹp. Em thấy cái tấm hình đầu tiên mà chị đưa về Him á, một cái tấm hình đúng là một cái bức tranh đen tối của năm 2015. Đó là một trong những cái thời điểm khủng hoảng của Johnny Depp khi mà
anh dính vào cái vụ mà lùm xùm giữa người vợ cũ của mình là Amber Heard. Đây là một trong những diễn viên mà em rất là thích và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ gặp Johnny Depp trong những cái bộ phim bom tấn sắp tới. Thưa quý vị, người ta thường có nói cái câu là phận gái 12 bến nước trông nhờ đục chịu. Cái câu đó nó gắn liền giống như là nó là giống như là xương máu, nó nằm trong cái tim, nó nằm trong não của những cái cô gái hồi xưa ở tại Việt Nam. Bởi mà những cái hủ tục phong kiến, những cái thủ tục cái thời rất là lâu rồi, kiểu mà ba mẹ đặt đâu thì con người đó, hoặc là khi mà cưới chồng rồi đó thì vào cưới là coi như cái đời con gái nó xong rồi, nó an phận rồi, có nghĩa là đặt đâu thì ngồi đó, gặp chồng mà nó vũ phu, nó đánh đập thì cũng phải ráng cắn răng chịu đựng nuôi con, hoặc là chỉ ngồi đó chỉ biết ôm khóc thôi, hoặc là không dám ly dị, không dám ly dị, làm sao dám ly dị. Mà lý gì sẽ bị điều tiếng. Nhưng thưa quý vị, thời nay thì người ta rất là dễ dàng khi người ta có một cái mái ấm gia đình và có thể có rất là nhiều cái quyền để người ta lựa chọn bạn đời. Và cái lựa chuyện mà chúng ta lựa chọn bạn đời của chúng ta bằng những cái cặp mắt tin tưởng của chúng ta thì ít khi nào có những ai có cặp mắt tin tưởng lắm. Nhiều khi mới gặp, mới quen thấy nó ngon cơm vậy chứ mà đến chừng cưới về rồi thấy thay đổi hoàn toàn, lòi ra bao nhiêu cái thói xấu nó lòi ra hết. Thành ra khi mà vấn đề mà chọn bạn đời thì nó cũng sẽ có những cái gọi là những cái bí quyết, những cái tip để mà cho chúng ta chọn. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị 5 cái tip mà một cái chuyên gia, là ông này là Stephen Junior Batchen. Đây là một trong những cái chuyên gia trị liệu hôn nhân của người Mỹ đưa ra vào đầu tháng 7 vừa qua, là chúng ta phải có 5 cái điều cần xem xét trước khi mà chúng ta chọn bạn đời. Cái đầu tiên thưa quý vị, đó là bạn đời phải có trách nhiệm. Làm cách nào mà chúng ta biết bạn đời có trách nhiệm? Thưa quý vị, trong cái giai đoạn hẹn hò thì chuyên gia này khuyên là chúng ta nên để ý xem cái người yêu mà chúng ta đang ban quen đó có chịu trách nhiệm hay chỉ thích đổ lỗi cho người khác. Và kết hôn với người mà không có trách nhiệm rất là khó chịu trong cái cuộc sống hôn nhân. Vì vậy, trong những cái tình huống mà không mong muốn thì có thể là những cái người ở trong cái cuộc hôn nhân đó phải nhượng bộ, né tránh để mà bất đồng cái ý kiến trong vấn đề hôn nhân, nó sẽ gây ra những cái vụ tranh cãi rất là kịch liệt. Đó là cái trách nhiệm của đàn ông đối với phụ nữ hoặc là của vợ đối với chồng. Cái tiếp theo đó là sự cởi mở, thưa quý vị. Sự thật có thường không dễ mấy khó mấy dễ chịu đâu, nhưng mà nếu mà bị che đậy thì sẽ càng tổn thương nặng nề hơn về sau. Và một số người, người ta ghét đối đầu và có thể là sẽ không bao giờ chúng ta biết được họ sẽ cảm giác thế nào về điều gì mà cho đến khi mà họ nói ra, có nghĩa là họ giấu kín, họ không chịu nói ra. Và việc này có thể là mất đến nhiều năm nếu như chúng ta lâm vào cái cuộc hôn nhân gặp phải những cái người mà không cởi mở trong vấn đề mà nói chuyện hay là trong cái đầu óc, thì sẽ làm cho chúng ta rất là khó chịu. Và khi mà chúng ta hiểu rõ và người ta đang muốn gì, người ta đang buồn gì, đang giận gì, thì lúc đó nó đã quá muộn rồi. Cái thứ ba đó là sự trung thực. Trong quá trình trị liệu thì tiến sĩ Stephen này nhận thấy một số người thường xuyên nói dối với bạn đời một cách là không cần thiết. Nhưng cái điều đó gần như là phản xạ đối với những người đó. Thành ra nếu như mà một người có thể nói dối vợ hoặc chồng hoặc là người yêu của mình về những điều vô cùng nhỏ nhặt, thì chắc chắn rằng họ sẽ nói dối bạn những điều to tát hơn trong tương lai nếu như chúng ta vào trong một cuộc hôn nhân. Cái điều thứ tư đó là sự hấp dẫn, thưa quý vị. Ông cho biết rằng là cái sự hấp dẫn nó là một cái tầm quan trọng rất là nhiều khi mà chúng ta tìm chọn một người bạn đời. Nếu như mà chúng ta không bị bạn đời hấp dẫn về thể chất và tình cảm thì nó sẽ tạo tiền đề cho các cuộc ngoại tình và ly hôn trong tương lai. Một số người, người ta không thể từ chối hoặc là nhượng bộ trước áp lực là phải kết hôn, nhưng mà người khác thì người ta sợ tổn thương cảm xúc của ai đó, và chúng ta phải cân nhắc xem cái điều đó có đáng ngại và đau đớn hay không khi mà chúng ta chọn ly hôn sau nhiều năm chúng sống chung mà chúng ta lại thấy người vợ, người chồng của chúng ta kém hấp dẫn. Tại sao ngay từ ban đầu chúng ta không thấy sự kém hấp dẫn mà đợi cưới rồi mới thấy người ta kém hấp dẫn, đúng không nào? Thật ra chúng ta phải biết cách nhận biết. Và cái cuối cùng đó là sự trung thực, thưa quý vị, thấu hiểu. Người chúng ta yêu có thấu hiểu chính bản thân của họ hay không và có thấu hiểu về chúng ta hay không? Đó là sẽ là một trong những cái điều quan trọng để chúng ta không thể mắc sai lầm. Và chúng ta phải biết là xem bạn đời tương lai có giống cha mẹ mình hay không. Bởi vì nếu như mà một cái người nào đó, người vợ của mình mà giống mẹ mình, có nghĩa hiểu thấu mình, thì đó là cái người vợ tương lai. Hoặc là người chồng của mình giống như người cha của mình, hiểu được cái tâm lý của mình, thì đó mới là người chồng tương lai của mình. Có nghĩa là chỉ có cha mẹ mình mới hiểu mình thôi, mà cái người vợ mình hiểu mình giống như mẹ mình hiểu mình, hoặc là người chồng mình hiểu mình giống như cha mình hiểu mình, đó là một cái người bạn đời mà thấu hiểu mà chúng ta nên để ý quan tâm. Cái đó cũng hơi bị khó đó. Khó lắm chứ bộ, nói dễ dễ chứ bộ. Nhiều người người ta lộn nói ngoài. Nói dễ thôi, dễ hết. Năm tiếp này nhưng mà sẽ lộn ngoài, chị Như Huyền có bị lộn bây giờ không? Để Thái hỏi câu hơi bị khó trả lời. Không, biết không lộn. Khó, chị chứ cũng nói chết làm sao mình nhìn người được phải không Lê Thái? Mà làm sao mà chọn được năm cái này, một con người cũng đâu có để. Có một trong hai là thấy cũng đã mừng rồi. Dạ. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị,
Quý vị có nhớ cái bộ phim Kẻ Hủy Diệt mà tiếng Anh gọi là Terminator phải không thưa quý vị? Mà họ sử dụng tất cả những con robot rồi đánh nhau mà cách đây 40 năm. Rồi những cái bộ phim này nó cứ tiến trình qua những cái tập này qua tập kia như vậy. Thì James Cameron tin rằng ông đã từng cảnh báo về sự nguy hiểm AI ở trong phim Terminator Kẻ Hủy Diệt đã thực hiện cách đây gần 40 năm. Thì đạo diễn đã từng đoạt giải Oscar James Cameron 68 tuổi cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CTV News về quan điểm của ông đối với sự tranh luận đang chuyển xoay quanh AI về cái trí tuệ nhân tạo, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đình công gần đây ở tại Hollywood. Trong cuộc trò chuyện, Cameron đã đề cập đến bộ phim Terminator Kẻ Hủy Diệt do ông đạo diễn ra rạp vào năm 1984. Bộ phim có sự tham gia của Arnold Schwarzenegger và trong một cái vai sát thủ của người máy trong đó. Và ngôi sao này cũng nói về ông, bây giờ ông ta đã 75 tuổi rồi, đã nói về James Cameron cũng đã ca ngợi ông về sự dự đoán của AI trong cái bộ phim này bây giờ đã trở thành hiện thực thưa quý vị. Ngày nay mọi người đều sợ hãi không biết chuyện gì sẽ đi đến đâu. Nam diễn viên nói về những lo lắng hiện tại xung quanh của AI và cái chương trình An Evening ở Los Angeles vào tháng trước. Và ông ta cũng ca ngợi sự xuất sắc của James Cameron trong bộ phim khoa học viễn tưởng này. Và đồng thời ông ta cho rằng chúng ta đã chạm đến bề mặt của AI rồi. Bây giờ đây sau khi nhiều thập kỷ và điều này đã trở thành hiện thực. Vì vậy nó không còn là tưởng tượng mà tương lai nữa mà nó hiện tại đang xảy ra trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày và đến tương lai nữa thưa quý vị. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 Cà Phê Sáng của tuần. Chúng tôi xin quý vị giữ màn hình, sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay, mua một bánh Filet-O-Fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày thứ Bảy cùng với Như Huyền và Lê Thái. Kính thưa quý vị, chị Như Huyền, làm vợ của một cái người mà nghèo khổ với lại làm vợ của một cái người mà triệu phú á, chị thích làm vợ của ai hơn? Chị chưa làm vợ của người triệu phú nữa hết nên chị cũng không biết nữa, nhưng mà... Không, chị nói thật bằng cái tâm của mình đã hiểu không? Nói thật bằng cái tâm của mình đi. Bằng cái tâm của chị tâm hả? Đối với chị, đàn ông đó là cái tính trước chứ không phải là tiền hay là là triệu phú hay là nghèo thưa quý vị. Cái tính nó quan trọng hơn, còn triệu phú mà đại gia đi về hành hạ mình chắc chết quá. Rồi bây giờ em hỏi chị câu nữa là giữa một cái người nghèo yêu chị với một cái người triệu phú yêu chị chọn người nào? Quan người nào tính tốt hơn nhất? Một người mà triệu phú mà yêu chị mà tính tốt với một người nghèo yêu chị mà tính tốt, chị chọn người nào? Cái đó hơi bị khó đó phải không thưa quý vị? Rất là khó thưa quý vị. Hỏi cầu chị Như Huyền rồi thôi để chọn. Cái đó là thôi. Do trái tim của mình thôi ngay lúc đó. Nhưng mà thưa quý vị, hầu như là em thấy hết 99% những người phụ nữ vẫn mơ ước người ta có những người chồng giàu có triệu phú. Mà người chồng giàu có triệu phú rồi người ta yêu mình nữa là quá hạnh phúc rồi, không còn gì được mà nói nữa. Mà nhiều người người ta không có may mắn như vậy thì người ta cưới những người không yêu mình thôi, nhưng mà người ta vẫn được hưởng cái sự giàu sang nhất định. Cũng là một trong những cái sướng của những cái người ta muốn đạt đến cái sự giàu có. Con người nó lòng tham vô đáy lắm thưa quý vị, người ta tham cả về vật chất lẫn tình cảm. Thật ra chúng ta không hiểu được cái lòng tham vô đáy của những cái người mà chúng ta sẽ đối diện như thế nào, chúng ta đâu biết được. Nhất là những người phụ nữ thì càng khó hiểu, phụ nữ người ta nói khó hiểu lắm luôn. Đúng. Thành ra là thật sự là nhiều khi người ta nói như vậy chưa chắc là người ta đã nghĩ như vậy. Nhưng mà chị ấy, em nói phục long vậy đó. Kính thưa quý vị, đây là một cô gái thưa quý vị, cô là cái gốc của cô là gốc người Anh. Nhưng mà đặc biệt thưa quý vị, cô cưới một cái người triệu phú ở Dubai. Và cô là một cái trong những cái hot girl ở trên cái Instagram cũng như là ở trên mạng xã hội. Và cô lúc nào cũng up những cái tấm hình gọi là cái cuộc sống sang chảnh của mình. Nhưng đố quý vị là cái cuộc sống mà
làm vợ trợ phú sướng hay khổ. Thì ngày hôm nay Lê Thái sẽ trích xuất một vài cái thông tin của cô gái này chia sẻ ở trên cái trang cá nhân của cô. Cô gái này thưa quý vị, cổ lấy chồng ở Dubai và tên của cổ là Saudi, là gốc người Anh. Đây là một trong những cái thành phố mà với cuộc sống xa hoa đắt đỏ nhất thế giới, nhưng cô nói rằng là cô cảm thấy không hạnh phúc. Tại sao vậy? Kính thưa quý vị, tháng 12 năm 2021 thì cô gái Anh Saudi, cô này kết hôn với một người chồng triệu phú tên là Jamal ở Dubai. Và cái lịch trình mỗi ngày của cô giống như là một cái giới quý tộc như vậy. Cô ăn ở những cái nhà hàng sang trọng nhất, làm móng tại các thẩm mỹ viện hàng đầu của đất nước này, mua sắm ở những cái trung tâm thương mại cao cấp và tận hưởng nhiều cái dịch vụ chăm sóc bản thân như da mặt và massage một cách rất là gọi là sao từ A to Z, rất là kỹ càng và đẳng cấp. Tuy nhiên thì cô thừa nhận rằng rất khó để mà làm quen với cái cuộc sống ở Dubai khi mà cô sinh ra và lớn lên ở Anh Quốc. Cái điều bất cập đầu tiên á, cô nói rằng là giữa cô với chồng cô là cái sự khác biệt về văn hóa. Hầu hết những phụ nữ ở đất nước Hồi giáo này không xuất hiện trên mạng xã hội, và trong khi đó cô là một influencer, cô là một cái người cổ có tính ảnh hưởng và là một cái người chuyên gia xài mạng xã hội, và cô buộc phải thỏa thuận điều đó ngay từ đầu với người chồng của mình, nhưng gia đình anh lại khó chấp nhận cái điều đó. Và vì tôn trọng văn hóa của nhà chồng nên cô nói là cô hầu như không thể đi cùng bạn bè và đưa bạn bè đến những cái sự kiện quan trọng. Và chồng giàu có nhưng cứ luôn lúc nào anh này cũng bận rộn với cái lịch trình dày đặc khắp nơi để mà dự những cái sự kiện, khiến cho cô cảm giác là rất là trống trải. Là vợ một cái triệu phú thì cô nói rằng là không, bạn cần phải hiểu là không phải lúc nào người chồng của mình cũng có thời gian cho mình. Và với tư cách là vợ của triệu phú của Dubai thì cô lúc nào cũng phải trông thật xinh đẹp, cử chỉ cũng phải đúng mực, và Saudi cảm thấy là rất là khó khăn khi phải luôn trong một cái khuôn mẫu nhất định và hành động như là lập trình, vì lo lắng là bất kỳ lúc nào cũng có thể có người nhận ra mình cả. Và cô cũng áp lực vì phải cập nhật những cái phong cách thời trang mới nhất, những cái phụ kiện mới để mà bắt kịp cái xu hướng, nếu không sẽ bị nguy cơ tầng lớp của chồng mình ruồng bỏ và người ta chê bai. Và một điều cực kỳ khó là phải luôn cập nhật những cái phong cách khác nhau hoặc những chiếc túi, chiếc giày mới ra mắt, nó để kịp cho xu hướng thời trang của cả thế giới. Wow. Và trên mạng xã hội nhiều người ta cười ngợi cái cuộc sống mà sung túc đầy đủ của Saudi, nhưng những người khác lại chê cho cuộc sống rằng cô của cô thì quá buồn tẻ, và cho rằng cô cũng là kết hôn với người chồng cũng chỉ vì tiền. Và tiền không mua được hạnh phúc hay tình yêu, thưa quý vị, nó cũng không thể mua được cái cuộc sống trọn vẹn. Và lời kể của cô cũng là một trong những cái chia sẻ của một cái người phụ nữ cưới một người chồng triệu phú. Từ cái thông tin này chị còn muốn cưới triệu phú nữa không chị Như Huyền? Nghe đó thì cũng không có, nghe là thấy mệt mỏi hả em? Thấy mệt hả? Quá mệt mỏi. Đối với những người phụ nữ Hoa Kỳ của chúng ta mà kiểu mà bắt mà chúng ta vào trong một cái khuôn khổ như vậy, em nghĩ rất là mệt mỏi quá luôn. Quá mệt mỏi, rất khó. Thì dĩ nhiên ăn cái đồng tiền của ai cũng không dễ. Và thưa quý vị, thành về người phụ nữ. Ăn cái đồng tiền của chồng mình mà chứ có ai đâu. Chồng mình cũng nói vậy chứ cũng khó lắm thưa quý vị. Mà theo Như nghĩ, từ vì mình sống theo cái cuộc sống của phụ nữ Mỹ, chính thì xác. Mình tự làm tiền. Mình muốn mua gì, mình làm gì, mình sống independent, nó vẫn thích hơn nhiều. Cái sự freedom nó quan trọng hơn là lấy một người chồng giàu mà về bị kèm kẹp thế. Dạ vâng, chính xác. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, vào tuổi thơ mình hay nghe cái bài hát là ông mặt trời chỉ có một mà thôi, và riêng mẹ em chỉ có một trên đời. Phải không thưa quý vị? Lê Thái cũng có nhớ bài đó không? Hồi xưa mình hay nhớ lắm. Nhưng mà hiện nay có một cái bức ảnh đó là mặt trời đôi tràn lan trên mạng lân thưa quý vị, ở trên Dubai, đó là hai mặt trời. Nhưng cái điều này nó có thật hay là không rất là lạ. Có người bình luận đây là hiện tượng hay là chỉ là một cái hiện tượng lạ, hay chỉ là Photoshop mà thôi. Thì mới đây cái clip hai mặt trời được trên cư dân mạng đó gọi là mặt trời đôi xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời, được nhiều tài khoản chia sẻ với dòng trạng thái là hình ảnh rất là hiếm có, và hai mặt trời ẩn hiện nối tiếp với nhau ở trên bầu trời. Hiện tượng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng Việt Nam rất là nhiều. Và có thể là mặt trăng, mặt trời cùng một thời điểm nhưng không đồng tâm cũng xảy ra hiện tượng này. Đó là một cái sự giải thích. Và ngày xưa như vậy, biến đổi trời đất ắt có duyên. Đó là một trong những cái nôm na mà cái câu nói của thời xưa của những ông bà của chúng ta. Và hiện tượng này nó xảy ra cái sự khúc xạ và tán xạ của ánh sáng trong khí quyển khi gặp điều kiện phù hợp, tạo ra hoặc nhiều ảnh ảo của mặt trời. Tuy nhiên, hình ảnh được chia sẻ trên mạng là cái hình ảnh rất là hiếm gặp, lâu lâu nó mới xảy ra một lần thưa quý vị. Và chuyên gia cũng nói thêm, trong một vài trường hợp, mặt trời và mặt trăng có vị trí ở gần nhau. Do điều kiện ánh sáng và hiệu ứng của máy ảnh
trên nó nên nó thành cái dạng như vậy là hai mặt trời với mặt trăng nó gần nhau, nhưng mà nó thiệt từ mình nhìn từ xa thôi thưa quý vị. Hoặc có thể ảnh thứ hai của mặt trời được tạo thành do ánh sáng mặt trời phản xạ hai lần trong các hạt nước gãy ra, tạo ra sự ảo ảnh trên các đám mây. Nhìn chung hiện tượng này cũng rất là hiếm gặp, nhưng hiển nhiên cũng chỉ là một hiện tượng quang học thuần túy, không phải là một điềm báo nào hết. Và trước đó, nhiều tài khoản của mạng xã hội cũng cho biết họ chứng kiến hiện tượng mặt trời đôi hoặc là mặt trời ba cũng rất là nhiều, là do cái phản ảnh thôi, thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Trước đây thì việc mà phụ nữ người ta hẹn hò với nam giới mà kém tuổi hơn, trẻ tuổi hơn mình á, thường bị xã hội người ta lên án và ruồng bỏ rất là nhiều. Kiểu người ta nói là phi công trẻ lái máy bay bà già. Mà hiện nay thì em thấy là máy bay bà già hơi bị díu. chúng ta không dùng cái từ là máy bay bà già để mà chúng ta chê bai hay miễn mai những cái người lớn tuổi. Lớn tuổi. Nhưng đây là một trong những cái câu nó vui mà hiện nay thì giới trẻ khi mà người ta nói cái câu á là phi công trẻ lái máy bay bà già thì y rằng người ta sẽ hiểu đến là những người phụ nữ lớn tuổi hoặc là trung niên chút xíu hoặc là vừa lớn hơn nam khoảng chừng 5 đến 10 tuổi thì khi mà quen cái người nam đó người ta gọi là phi công lái máy bay bà già. Và thưa quý vị, trước đây thì cái chuyện đó người ta bị lên án rất nhiều, nhưng hiện nay đây là một trong những cái xu hướng. Và có 3 cái lý do để mà chúng ta biết được là tại sao những cái người phụ nữ như vậy người ta lại thích quen trai trẻ. Cái đầu tiên thưa quý vị là họ không cần được chăm sóc. Ở độ tuổi đôi mươi thì những cái cô gái trẻ thường có xu hướng là chọn đàn ông lớn tuổi hơn bởi vì người ta có cảm giác là được che chở và an toàn. Theo đó thì đàn ông lớn tuổi hơn người ta có nhiều kinh nghiệm cuộc sống và vững vàng với những cái vị trí xã hội, điều kiện kinh tế và cũng chăm sóc phụ nữ tốt hơn. Nhưng với phụ nữ trưởng thành thưa quý vị thì cái khái niệm được chăm sóc sẽ biến đi khi mà họ chủ động về tài chính, độc lập về tài chính và kinh tế, người ta có thể chăm sóc được bản thân của người ta không cần cái sự hỗ trợ từ người khác. Và họ hiểu rằng là đàn ông không cần phải càng nhiều tuổi càng có trách nhiệm với gia đình, mà họ lại thích những cái chàng trai trong đó có cái xu hướng làm trẻ hơn mình, bởi vì những cái chàng trai này á có suy nghĩ đơn giản, chân thành. Đây là thứ mà rất là nhiều người phụ nữ người ta mong muốn. Người ta không muốn quen những người đàn ông có sự lươn lẹo tính toán lớn tuổi, người ta cần cái sự chân thành ngây thơ của những chàng trai trẻ. Cái thông tin này Lê Thái và Như Huyền sẽ tiếp tục quý vị trong cái phần 4 của chương trình, tại vì thời gian có hạn thưa quý vị. Quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay, mua một bánh Filet Fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khát mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Cảm ơn quý vị vừa dõi làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái. Kính thưa quý vị, trong phần 3 thì Lê Thái có nói đến quý vị là thông tin về những người phụ nữ lớn tuổi tại sao và 3 lý do người ta thích những cái chàng trai trẻ. Thì cái lý do đầu tiên Lê Thái cũng đã đưa đến quý vị, đó là họ không cứ cần được chăm sóc, họ cũng không cứ cần phải quen những cái người đàn ông lớn tuổi để mà người ta có cái đầu người ta quá chai sạn đi, quá dày dặn kinh nghiệm, người ta quá mưu mẹ và tính toán, nhưng mà người ta thích những cái chàng trai trẻ bởi vì người ta đơn giản, dễ thương rồi chân thành. Đây là một cái trong những cái thứ mà người ta mong muốn có trong tình yêu. Cái thứ hai đó là họ thích tình yêu lãng mạn và nhiều trải nghiệm thưa quý vị. Phụ nữ thì ai người ta cũng mong muốn có được một cái tình yêu lãng mạn, và không ai tình nguyện sống trong một cái cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, buồn tẻ, ngày nào cũng giống ngày nào. Và đàn ông lớn tuổi thì người ta thực tế không thể cho những người phụ nữ của mình có được cái thứ tình cảm mơ mộng giống như là trong quá khứ lúc hai người mới hẹn hò. Và cái sự lãng mạn mong muốn mà những người phụ nữ người ta cần có. Thành ra những chàng trai trẻ đó, người ta có thể thực hiện được những điều này. Vậy nên những người phụ nữ trưởng thành người ta thích hẹn hò với những chàng trai trẻ tuổi bởi họ có sức sống thanh xuân, đầy đặn nè, sự lãng mạn trong tình yêu và cái sự luôn lúc nào cũng tươi mới, gặp họ lúc nào cũng tươi mới cả.
Và không những vậy, những chàng trai trẻ lại luôn luôn lúc nào cũng hứng thú với những cái thử thách mới mẻ, giúp cho những người phụ nữ này cảm giác được cái sự trải nghiệm hoạt động độc đáo bình thường mà họ đã không làm trong suốt thời gian qua. Vì vậy họ cảm giác là cái mối quan hệ trở nên là thú vị hơn. Cái thứ ba, cuối cùng đó là họ muốn có cuộc sống hạnh phúc. Cái nhu cầu mà chúng ta đơn giản của loài người đó là nhu cầu về tâm lý, sinh lý và tinh thần. Một khi mà nhu cầu sinh lý mà được bảo đảm thì nó sẽ phát sinh thêm nhu cầu về tinh thần. Vì vậy, thành ra những người phụ nữ mà trưởng thành, người ta đơn giản là người ta muốn theo đuổi một cái cuộc sống hạnh phúc. Khi yêu một cái chàng trai trẻ thì người phụ nữ trưởng thành sẽ cảm nhận được cái thanh xuân người ta đầy nhiệt huyết, ý chí phấn đấu của tuổi trẻ mà họ đã bước qua. Họ có thể thấy được cái hình ảnh của mình ở trong quá khứ và tìm thấy những người đàn ông lớn tuổi thì lại là trong những cái người đàn ông vô cùng tự phụ, khoe khoang hoặc là yêu bản thân quá mức, hoặc là chỉ biết đến rượu chè hoặc là cờ bạc, hoặc là những sự rất là nhàm chán. Và những chàng trai trẻ tuổi thì người ta cũng lúc nào cũng đầy sức sống và biết là nên cần làm gì để cho người yêu mình trở nên xinh đẹp, trẻ trung hơn, và để giúp con đưa ra những cái lời khuyên để bảo tồn nhan sắc, là để cho một cái tâm hồn tươi vui, một cái nhan sắc thăng hạng, và họ sẽ cảm giác là một cuộc sống nó hạnh phúc hơn, an toàn hơn. Đây là một cái thông tin phải Lê Thái là Lê Thái cổ vũ cho vấn đề mà người phụ nữ lớn tuổi quen trai trẻ. Nhưng chúng ta phải nói đến những cái khía cạnh trong cuộc sống, bởi vì có rất là nhiều cái trường hợp quý vị không cần cổ vũ, quý vị không cần phải cổ suý cho nó, nhưng ở ngoài xã hội chúng ta, những người phụ nữ lớn tuổi vẫn quen trai trẻ hà rầm. Đúng rồi. Hoặc là những người đàn ông trẻ vẫn quen gái tơ hà rầm. Cái cuộc sống không có gì điều gì xảy ra cả. Nhưng mà Lê Thái sẽ nói cái ba lý do này để cho quý vị thấy được có nhiều cái bộ mặt, nhiều cái khía cạnh của cuộc sống và những cái lý do mà chúng ta nên thông cảm và chúng ta nên bớt đả kích những người phụ nữ lớn tuổi khi mà người ta có một cái mối quan hệ hôn nhân hoặc là đang cặp một cái người trai trẻ nào đó. Đây là cái sự đồng ý mà thỏa thuận mà. Đúng không chị? Với lại là đó là cái sự lựa chọn của người ta mà mình đâu có ở trong cái hoàn cảnh của người ta đâu mà mình có thể biết được, mà mình phán xét được người ta. Đôi lúc đó là một cái tình yêu thật sự làm sao, phải không Lê Thái? Dạ vâng. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều, bản tin vừa rồi rất là hữu ích cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Thưa quý vị, bệnh tiểu đường, ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị một bản tin thì bệnh tiểu đường xảy ra rất là nhiều cái nguyên nhân và yếu tố như là tăng cân, do thừa cân hoặc là yếu tố di truyền. Nhưng mà ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu họ đã xác nhận được cái mối liên quan giữa thời điểm ăn uống đối với tình trạng của bệnh này. Nghiên cứu vừa mới được công bố và xác định thời điểm tốt nhất để ăn sáng nhằm tránh bệnh tiểu đường. Các bệnh này thường do các yếu tố như là thừa cân, ít vận động gây ra, hoặc là mặc dù có bệnh do di truyền. Nhưng giờ đây nghiên cứu đã chỉ ra rằng cái thời điểm ăn sáng cũng có thể ảnh hưởng lớn đến nguy cơ mắc bệnh. Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng ăn sáng trước 8 giờ sáng giúp giảm đến 59% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường so với ăn sáng sau 9 giờ sáng. Và nhiều nghiên cứu đã xác định mối liên quan giữa thời điểm ăn trong ngày đối với các tình trạng bệnh. Chúng ta đã biết thời điểm ăn đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh nhịp sinh học cũng như kiểm soát đường và mỡ máu. Nhưng một số nghiên cứu đã điều tra mối liên quan giữa thời điểm ăn đối với bệnh tiểu đường. Tác giả nghiên cứu đó là cô Anna Paloma Cross, làm việc tại Viện Sức khỏe Barcelona, Institution Global Health ở Tây Ban Nha. Cô ta đã nói rằng đối với nghiên cứu, các nhà khoa học từ Pháp và Tây Ban Nha đã phân tích dữ liệu từ 103.312 người Pháp để thiết lập mối liên quan giữa tần suất giữa bữa ăn và tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2 đối với cái cách ăn sáng ngay trước 8 giờ hoặc là sau 9 giờ nó xảy ra như thế nào. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà mình cũng, những ai bị bệnh tiểu đường cũng quan tâm tới để mình biết, để mình tránh cái điều này xảy ra cho cái sức khỏe của mình, phải không quý vị? Dạ vâng, đối với những cái thông tin mà chúng ta liên quan đến y tế hay đời sống này nọ thì em nghĩ rằng nó lúc nào nó cũng cần thiết, không bao giờ là dư, cũng không bao giờ là đủ. Khi mà chúng ta cập nhật thường xuyên thì chúng ta sẽ giúp cho cái sức khỏe chúng ta tốt hơn. Yeah. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, yêu đương hay là chúng ta những cái cử chỉ trong hôn nhân, trong cái vấn đề mà chúng ta ân ái đó, nó vô cùng quan trọng. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái cử chỉ ân ái khi mà chúng ta cùng với bạn đời của chúng ta và chúng ta có những cái hành động như vậy thì có những cái người ta rất là nhạt nhẽo trong vấn đề người ta thể hiện cái tình cảm. Yeah. Nhưng có một số người ta lại cảm giác người ta rất là kiểu mà Too much có nghĩa là bị over luôn, thú vị. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái cô gái, thưa quý vị. Cái cô này bị thủng màng nhĩ sau khi mà cô
bị bạn trai ân ái sau khi mà ân ái thưa quý vị. Tại sao mà cô bị thủng màng nhĩ thưa quý vị? À, cô gái này đang ở Trung Quốc và bị đau và không thể nghe được ở một bên tai của mình sau một cái nụ hôn tai quá mạnh của một cái chàng trai. Và cái chàng trai của cô đó, khi mà đang gần gũi cô đó, thì cái chàng trai này thưa quý vị đã khiến cho cô gái này bị thủng màng nhĩ. Và truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin về một cái trường hợp kỳ lạ của một cái cô gái. Cô tên là Xiao Hua và sống tại thành phố Huệ Châu của tỉnh Quảng Đông và tới khoa tai mũi họng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu khi cô bị đau nhẹ và mất thính giác hoàn toàn ở cái tai trái. Và qua thăm khám và người ta kiểm tra kỹ lưỡng thưa quý vị thì bác sĩ đã phát hiện ra có một cái vết máu khô ở trên màng nhĩ của Xiao Hua. Và kiểm tra hơn nữa thì họ kết luận cô đã bị thủng màng nhĩ do chấn thương. Và tiền sử bệnh tật của cô gái này không hề đề cập đến cái vấn đề mà chấn thương ở thể chất nào ở tai. Nhưng khi mà được hỏi là liệu cô có nhớ là cái gì nó đã làm gây mà thủng màng nhĩ của cô trong cái thời gian gần đây hay không, mà cô lại cảm giác là cô đau như vậy, thì cô gái này nói ra bạn trai của tôi đã vô tình hôn tôi và mút mạnh vào cái lỗ tai của tôi một lúc trong lúc mà chúng tôi mặn nồng. Trong lúc đó thì mút mạnh là cô nghe như một cái tiếng bóp, một cái tiếng gì đó giống như bị vỡ ra vậy đó, giống như bị rách ra vậy đó. Thì sau đó thì cô không nghe thấy gì, cô nghe ù ù từ tai bên trái qua tai bên phải luôn. Và cô rất là sốc. Và khi mà nói theo cái vấn đề đó ra thì bác sĩ mới nói rằng là thật sự là cô đã bị thủng màng nhĩ do anh chàng bạn trai của cô á nút cái lỗ tai của cô quá mạnh. Nút cái lỗ tai quá mạnh. Và khi mà cô rất là dễ bị thủng màng nhĩ nếu như mà chúng ta có những hành động quá mạnh như vậy, khi mà áp suất khí quyển bên ngoài nó thay đổi đột ngột, hoặc là trong trường hợp mà xảy ra những cái vụ nổ đó hoặc tiếng động cực lớn thì nó mới làm thủng màng nhĩ vậy. Hoặc là có một cái lực hút nào đó bằng miệng thì mà mạnh từ ở trong cái lỗ tai mà hút ra đó thì cũng sẽ gây lủng màng nhĩ và bị thủng, trong khi mà quý vị có thể là chúng ta đang ân ái với nhau. Thành ra đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta nên để ý. Cô nói là bác sĩ sẽ nói là cái vết thương của cô sẽ lành trong vòng từ 2 đến 3 tháng và sau khi mà vá màng nhĩ, và có thể cần đến sự can thiệp của bác sĩ về thuốc thang, về vá này nọ. Và như vấn đề mà cô bơi lội hay tắm rửa thì trong quá trình này là cô cần phải để ý hơn, tại vì cái màng nhĩ của cô đã có problem rồi, thành ra là nên cẩn thận hơn khi mà sau khi người ta thăm khám và người ta vá. Đây là cũng là một trong những cái bản tin mà Lê Thái nghĩ rằng là quý vị nên cẩn thận khi mà chúng ta ân ái với một cái người nào đó, đừng để cho hút quá mạnh đi. Nói thì cẩn thận thôi, nhẹ nhẹ thôi. Yeah. Chị Như Hiền hỏi này, chị Như Hiền chị khó xử đó. Thật sự là đây là một trong những cái cử chỉ mà ân ái mà em thấy là lần đầu tiên em nghe luôn. Em có nghe người chưa ta có, chị nghe lần đầu tiên. Không, em có nghe là người ta có thể là người ta cử chỉ ân ái hôn lỗ tai hoặc có, hoặc là người ta bút lỗ tai, hoặc là khi mà buổi sáng dậy mà quý vị mà để ý thấy cô nào anh nào đó mà ở trên cổ mà đốm chung 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 giống như mà cạo gió hay nặng gió bắt gió rồi đó, thì quý vị biết là cái là không bị trúng gió mà là tối qua cử chỉ ân ái quá mạnh nồng đi. Nhưng mà cái vấn đề mà khi mà làm cái lỗ tai đó mà bị hút quá mạnh trong cái lỗ tai thì anh này là quá đáng rồi. Cái gì cũng vừa phải thôi, quá mạnh, cái gì cũng vừa phải thôi chứ làm hại tới người bạn đời của mình thì không nên chơi vậy. Ai chơi lại. Yes. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.